Đấy, đàn chó của cô đấy. Là cô về chơi với các cháu nhé. To bằng từng này rồi. Ăn cơm rau ráo rồi. Đấy. Tám mẹ con ăn hết nồi cháo rồi. Cụ ngồi kia. Thôi, cái đùa với cậu nữa mà. Đâu, bạn coi nhất đâu rồi? Đây rồi, bạn coi nhất đây này. Hết rồi. Vâng. Đây một khoang. Hai con này thì ngủ. Đây, đàn chó của cô đây. Đàn này ngoan lắm rồi. Ngồi im ở trong giỏ luôn. Bén, trời ơi, đi ra. Cụ rèn cho bây giờ ngoan lắm. Nằm trong giỏ nửa tiếng rồi. Chờ cháo chín, cháo nguội là thả ra cho ăn. Đứa nào hư hứng nhỉ? Đứa nào mấy hôm trước bị sủa nhỉ?
Mẹ ăn rồi không ăn nữa nhá. Con kia ăn, con vàng ăn cũng đều. Ăn lưu to không? Ra cái bát này mà ăn này nha. Mẹ ăn, đi ra. Để cho mẹ nó ăn. Nó ăn rồi, mẹ ăn rồi. Mẹ nó ăn, lên đâu nó ăn. Để mẹ nó ăn. Nó ăn rồi, nó ăn một bát to rồi. Nó đủ ăn những to rồi. Nào, ra ăn đi, úi dồi. Đây, ra đây. Mẹ ơi, ra đây ăn này.